Dạ vâng em Tùng à, xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy bơm hơi của hãng Ryobi. Bơm này đỡ cho anh em bơm bóng này, bơm xe hơi này và bơm phao này. Bơm xe máy luôn. Thì ở bên nước ngoài là họ bơm xe hơi. Thì nó sử dụng chung hệ 18V của anh em. Thì những anh em nào đã có pin và sạc rồi thì mình sẽ mua cái thân máy của cái máy bơm này, từ Mỹ về, nó new 100% và giá của nó là 1,6 triệu cái thân máy. Những anh em đã có pin thì liên hệ mình, và hàng này là hàng Mỹ về new 100%. Thì cái này là em sẽ khui khui hộp ra luôn cho anh em xem. Đấy, đây là Mỹ về nha anh em, 1,6 triệu thân máy new 100%. Những anh em nào yêu thích hàng mới 100% thì mình sẽ liên hệ em Tùng 0962 232 0. Đây rất là đẹp, chuyên dùng để bơm lốp bánh xe. Đây pin này thì những anh em đã có pin thì mình sẽ sử dụng 18V. Đây còn cái pin 3AHP này 1 triệu, anh em quan tâm thì liên hệ mình. Đây. Rồi đây nó có thổi ở trên ống thổi này, ống thổi luôn nha anh em. Và cái máy này Ryobi nó từ Mỹ về thì nó bơm này, bơm bánh xe hơi có cộng trừ 18V và 150 kPa, cũng khá là ổn định. Và hàng Mỹ về nó có chứng nhận UL. Rồi mình sẽ cái dây hơi đây, nó sẽ đi kèm với một đi kèm với phụ kiện để bơm bánh, bơm bong bóng này, bơm banh này. Đấy. Cái này thì mình gài vào nha anh em, gài vào rất là chắc chắn. Điều khiển thì mình sẽ chỉnh tốc độ, ví dụ như cái máy xe hơi, cái bơm bánh xe hơi thì khoảng 20 20 25 thì mình sẽ. Là nội lực nha. Và nó có bơm là bơm hồ bơi luôn. Hồ bơi cho anh em. Đấy và xách tay rất là thoải mái. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì cái bơm này giá của nó là 1,6 triệu. Cảm ơn anh em.